Minh đang cùng với đài trên IBC TV trân trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang đến với bản tin dự báo thời tiết trong ngày Chủ nhật hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 22 tháng 5 năm Quý Mão. Bắt đầu sẽ là thời tiết tại khu vực Metro Sài Gòn. Ngày hôm nay tại đây nhiệt có phần tăng nhanh, trời có nắng và mây kết hợp vào ban ngày, tối ngày hôm nay trời hầu như quang đãng. Thời tiết cũng còn khá nóng vào buổi trưa ngày hôm nay với nhiệt độ cao nhất vào khoảng 76 độ cho ban ngày, 60 độ cho ban đêm. Bình minh sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 48 phút, hoàng hôn vào lúc 8 giờ 05 phút chiều tối. Độ ẩm thay đổi từ 68% vào ban ngày tăng lên đến 84% trong ngày hôm nay tại đây. Sức gió với cường độ 9 dặm 1 giờ từ hướng nam tây nam vào ban ngày, 7 dặm 1 giờ từ hướng nam cho buổi tối ngày hôm nay và chỉ số của tia cực tím đạt ở mức khá cao trên mức 10/10. Bước sang thời tiết cho ngày mai ngày thứ hai đầu tuần tại đây, rạng sáng trời có mây và nắng. Nắng và mây đang xen vào ban ngày và khuya ngày mai trời đôi lúc có mây, nhiệt độ tăng nhẹ vào mức 79 độ là nhiệt độ cao nhất vào ban ngày, 61 độ là nhiệt độ thấp nhất vào ban đêm. Sức gió trong ngày mai đi qua khu vực này với cường độ từ 8 tới 9 dặm 1 giờ từ hướng nam tây nam vào ban ngày, tây nam vào ban đêm và bình minh ngày mai sẽ bắt đầu vào lúc 5 giờ 49 phút. Sau đây xin mời quý vị đến với thời tiết ngày Chủ nhật ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ. Cùng với đài trình IBC TV, mình đang kính chúc cho quý vị và người thân yêu có những ngày nghỉ cuối tuần vô lượng an lạc.